quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là một phần máu thịt không thể tách rời của dân tộc và Tổ quốc Việt Nam. Mặc dù nơi ấy, nơi đầu sóng ngọn gió, với những gian nan và hiểm nguy rình rập bởi những âm mưu xâm lấn của các thế lực thù địch ngoại bang, nhưng trải qua mấy ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, Trường Sa và Hoàng Sa vẫn hiên ngang và kiêu hãnh trong tâm trí của mỗi người con đất Việt. Nơi ấy là hải đảo, biên cương thiêng liêng của Tổ quốc, nơi có những cột mốc chủ quyền với những lá cờ đỏ sao vàng luôn tung bay trong gió lộng giữa Biển Đông. Nơi ấy còn có biết bao thế hệ cha ông và cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm chắp tay súng bảo vệ vẹn toàn lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền, vùng đất, vùng trời và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Chúng tôi đang có mặt tại cầu cảng số 4 ngay tại đây, và cũng trong ngày hôm nay thì Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 4 sẽ tổ chức có 3 cái chuyến tàu khởi hành cùng một lúc để phục vụ cho cái việc mà thay thu quân, và đồng thời để thăm và tặng quà cho các cái cán bộ chiến sĩ và nhân dân thuộc các tuyến đảo Bắc, Trung, Nam thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Và dự kiến cái hải trình này sẽ diễn ra trong vòng gần một tháng. Chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tham gia vào cái hành trình đến với Trường Sa để khám phá những điều thú vị. Chứng kiến không khí của buổi tiễn đoàn công tác ra Trường Sa trong những ngày cuối năm khiến ai trong chúng tôi cũng đều trào dâng những tình cảm xúc động. Rất nhiều cuộc chia tay đầy lưu luyến giữa những người đi và những người ở lại hậu phương. Có cả những cái bắt tay thật chặt, có cả những bài hát hùng tráng của những người lính hải quân thể hiện tình yêu với những cô gái trẻ để thay lời tạm biệt nhau trước lúc lên đường. Và đâu đó, bên cạnh cầu cảng, cũng có những cuộc chia tay với những lời dặn dò chu đáo của những người vợ đảm đang, cố giấu đi những giọt nước mắt xúc động khi tiễn chồng ra đảo xa làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Là một người vợ nên là rất là vinh hạnh có chồng được đi phục vụ cho Tổ quốc. Và những ngày mà có anh ấy ở nhà thì những cái việc thì anh làm giúp. Còn bữa nay thì anh đi rồi thì tất nhiên là mình phải làm hết những cái việc mà anh đã làm hộ. Thì nó vất vả, cái sự vất vả nó sẽ nhân đôi, nó sẽ khô cắn. Vợ ở nhà thì cũng hơi đau yếu, nhưng mà bản thân hai gia đình vợ chồng thì cũng đã tâm sự với nhau và cố gắng. Biển đảo thì nhiệm vụ của người dân cũng bản tôn tôi là chiến sĩ thì cố gắng phải làm tốt cái nhiệm vụ của người chiến sĩ, và đặc biệt là người đảng viên thì phải cố gắng hơn nữa. Và là người lính ra biển đảo thì cũng hứa với bà con đất liền là luôn luôn đoàn kết để giữ vững bầu trời biển đảo quê hương của Tổ quốc. Hoàng hôn dần buông trên bến cảng Cam Ranh. Cuối cùng thì giờ xuất phát cũng đã đến. Nhóm phóng viên chúng tôi cũng vinh dự được phân công theo con tàu 561 đi làm nhiệm vụ tại tuyến giữa của quần đảo Trường Sa, bao gồm có các đảo Đá Lớn, Sinh Tồn, Cô Linh, Len Đao, Tiên Nữ, Núi Le, Tóc Tan và Phan Vinh. Chúng tôi cũng đã nghe, đã xem nhiều bài báo, phóng sự về Trường Sa. Nhưng lần đầu được ra thăm huyện đảo xa xôi, mọi thành viên trong đoàn công tác đều mang tâm trạng háo hức và lạ lẫm. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến và thỏa thích ngắm nhìn toàn cảnh của vịnh Cam Ranh từ trên boong tàu. Ngắm nhìn những con tàu kiểm ngư oai vệ đang rẽ sóng ra khơi bám biển, làm nhiệm vụ chuyên chở cán bộ chiến sĩ và đoàn công tác ra thăm Trường Sa. Điều đặc biệt hơn là được trực tiếp mục sở thị những chiến hạm và tàu ngầm loại hiện đại nhất của Hải quân Việt Nam đang neo đậu một cách kiêu hùng trên bến cảng. Tôi ngắm nhìn biển xanh mà lòng thấy tự hào về một quốc gia nằm bên bờ Biển Đông với 3/4 là biển. Đó chính là tiềm năng về giang sơn gấm vóc, là tư thế, là diện mạo của quê hương đất nước Việt Nam. Chuyến hải trình mùa này giữa những ngày biển động, gió to, sóng lớn, nên vì vậy mà chỉ cần sau 2 giờ tàu chạy kể từ lúc rời đất liền,
đã khiến hầu hết các thành viên trong đoàn đều mệt nhừ vì say sóng. Tôi còn nhớ như in một chi tiết rất thật và ấn tượng rằng về việc thế nào là say sóng biển ở Trường Sa. Buổi tối đầu tiên trên con tàu 561, Thượng tá Nguyễn Đức Độ, trưởng đoàn công tác đề nghị nhóm nhà báo chúng tôi tham gia thực hiện chương trình phát thanh trực tiếp thông qua hệ thống loa phát thanh nội bộ. Nội dung chương trình là các hoạt động của đoàn diễn ra trong ngày để phổ biến đến toàn thể cán bộ chiến sĩ và đoàn công tác trên tàu. Cô phóng viên Hoài Thu của kênh VTV8 thuộc Đài Truyền hình Việt Nam được phân công làm phát thanh viên dẫn chương trình cho bản tin nội bộ. Trước giờ chuẩn bị phát sóng trực tiếp, đã phải chạy vội ra ngoài nôn ói, rồi vội vã trở vào để kịp dẫn bản tin. Khoảng 25 phút sau, gần kết thúc bản tin, thì lại tiếp tục bưng miệng chạy vội vào nhà vệ sinh một lần nữa. Cuối cùng, nhà báo Mai Thanh Hải và nhà báo Ngô Tiến Mạnh phải nhảy vào thay thế để đọc nốt phần kết của bản tin nội bộ tối hôm ấy. Đây quả là một kỷ niệm ấn tượng và khó quên của chúng tôi trên hành trình đến với Trường Sa. Và chỉ đến khi đó, chúng tôi mới cảm nhận được sự gian nan vất vả của những cán bộ chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió, của sự cách trở giữa đảo xa và đất liền. Tôi nghĩ rằng là với bất kỳ ai mà đi Trường Sa, mà nhất là những người đi lần đầu á, thì cũng đều rất là lo lắng. Và cũng quả thật ra là những cái ngày đầu là những cái ngày rất là khó khăn. Với cả những nam giới cũng như là nữ giới, gần như là nằm bẹp trên tàu và không thể nào mà coi như là điều khiển chính bản thân mình, tức là không thể nào mà ăn được hoặc là không thể nào uống được, luôn luôn cảm thấy lo sợ và không biết là làm thế nào để có thể là vượt qua được những cái khó khăn về mặt tâm lý như vậy. Cái cảm giác say sóng rất là đặc trưng ạ. Như vậy là sau gần 2 ngày và 2 đêm rời xa đất liền với cái hải trình là khoảng gần 300 hải lý, tức là tương đương với khoảng 600 km trên biển, con tàu HQ-561 của Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 4 đã chuẩn bị tập kết về cái địa điểm đầu tiên, đó là đảo Đá Lớn. Điều đầu tiên mà bất cứ ai đặt chân lên đảo cũng có thể cảm nhận được sức sống mãnh liệt trên quần đảo Trường Sa, đó là thế trận vững vàng và sự quyết tâm của cán bộ chiến sĩ giữa mênh mông sóng nước Biển Đông. Những động tác chào, những cái bắt tay rắn giỏi, những nụ cười thân thiện và lời thăm hỏi ân cần của những chiến sĩ trên đảo khi đón đoàn công tác càng làm cho chúng tôi yên tâm về thế trận và tinh thần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Qua đó, chúng tôi, những người con của đất liền, thêm yêu mến, kính phục và ngưỡng mộ các anh nhiều hơn. Đảo Đá Lớn có diện tích ước chừng khoảng 28,5 km2. Khi thủy triều lên cao, nhìn từ xa trên boong tàu, đảo Đá Lớn như những chấm nhỏ màu vàng nổi lên giữa mênh mông sóng nước Trường Sa. Đảo Đá Lớn có 3 điểm chốt giữ A, B, C. Cán bộ và chiến sĩ Hải quân Việt Nam đóng chốt trên 3 ngôi nhà kiên cố nằm cách nhau khoảng vài hải lý. Những ngôi nhà này vừa là nơi học tập, sinh hoạt, công tác, nơi ăn nghỉ của bộ đội hải quân và đồng thời cũng là công trình phòng thủ kiên cố để huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Trong suốt hải trình đến Trường Sa, chia tay đảo này chúng tôi lại tiếp tục quay về tàu lớn để đi đến các hòn đảo khác. Việc di chuyển và mang theo hàng hóa tiếp tế cho các đảo là hết sức khó khăn. Do thời gian và con nước thủy triều không phải lúc nào cũng thuận, nên có những điểm đảo bộ đội đóng quân cách xa tàu đến hàng chục cây số trên biển. Hiểm nguy luôn rình rập bởi sóng to, gió lớn, nhưng mọi thành viên trong đoàn đều cảm thấy vinh dự và phấn khích vì được đến với những chiến sĩ Trường Sa. Mặc dù giữa biển khơi ngàn trùng, nơi đầu sóng ngọn gió, nỗi nhớ đất liền luôn canh cánh trong lòng, song cán bộ chiến sĩ ở Trường Sa vẫn ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vùng trời và biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Niềm vui của các anh chỉ trọn vẹn khi nhân dân cả nước trong đất liền luôn được bình yên. Chúng tôi cũng xác định rằng sau lưng chúng tôi là hậu phương gia đình, người thân là Tổ quốc, là nhân dân. Chúng tôi kiên quyết trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân để bảo vệ vững chắc biển đảo của Tổ quốc. Thời tiết ở quần đảo Trường Sa vô cùng khắc nghiệt. Tất cả các vật dụng bằng kim loại cũng như khí tài
cũng nhanh chóng bị ăn mòn theo thời gian vì hơi muối thổi lên quanh năm từ biển. Tại các đảo, nước ngọt và rau xanh được coi là quý hơn vàng vì ở quần đảo Trường Sa, quanh năm luôn khát mưa thừa nắng. Nguồn nước ngọt trên các đảo chủ yếu dựa vào các bể dự trữ nước trong mùa mưa. Vì vậy, nguồn nước ngọt là một thứ xa xỉ vô cùng. Việc trồng và chăm sóc rau xanh càng trở nên khó khăn gấp bội. Thường là về mùa cuối năm là mưa gió nhiều với lại bão nên là ảnh hưởng đến cái sự phát triển của cây rau là nó chậm và cũng bị hỏng nhiều. Nên là chúng em có khi là tận dụng thôi. Tận dụng có nghĩa là những nước rửa thừa đấy, rửa rau rồi cũng như là nước vo gạo là chúng em dồn vào một cái phi rồi để lấy cái nước đấy tăng ra cùng với lại nước của đảo, nước ngọt của đảo. Việc chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm trên các đảo ở Trường Sa cũng là một kỳ công của cán bộ chiến sĩ nơi đây. Các chiến sĩ trên đảo đã kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện có thật và rất thú vị về chuyện nuôi vịt ở Trường Sa. Năm ấy, có chiến sĩ của đơn vị nhận được thùng quà trứng vịt lộn của người thân gửi ra từ đất liền. Nhưng do chuyến tàu ra đảo kéo dài nhiều ngày trên biển, nên khi đến nơi, các quả trứng đã đến thời gian chuẩn bị nở thành vịt con. Thế là đơn vị quyết định đưa vào chăm sóc và gây đàn ngay tại đảo. Do được chăm sóc cẩn thận, một số trứng vịt đã được ấp nở thành công. Vậy là trên đảo có 7 vịt con ra đời và dần dần thích nghi với môi trường nước biển. Con tàu 561 chở đoàn công tác chúng tôi tiếp tục hành trình đến với các hòn đảo ở Trường Sa theo kế hoạch. Chúng tôi đến đảo Sinh Tồn vào một buổi sáng bình minh thật đẹp. Hình ảnh mà bất kỳ ai bước chân lên đảo Sinh Tồn cũng nhìn thấy đầu tiên đó là cột mốc chủ quyền và người lính tiêu binh bồng súng đứng gác với khuôn mặt cương nghị và rắn rỏi. Đây là biểu tượng mà bấy lâu chúng tôi chỉ được nhìn thấy trên báo chí hay phim ảnh, nay mới được tận mắt chứng kiến, sờ tận nơi mà cảm thấy thiêng liêng. Ai cũng muốn tranh thủ chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm cho riêng mình. Đảo Sinh Tồn có tổng diện tích là 15,1 hectare. Thổ nhưỡng trên đảo chủ yếu là cát và san hô được ngọt hóa theo thời gian. Trong điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt như vậy, nhưng đảo Sinh Tồn vẫn duy trì được một thảm thực vật đặc thù và hết sức phong phú như phi lao, bàng thường, bàng vuông, nhàu, phong ba, muống biển và rau xanh các loại. Các cán bộ trên đảo cho biết, sinh tồn cũng có nghĩa là sinh sôi và trường tồn với thời gian. Trên đảo có các công trình xây dựng kiên cố và trụ sở hành chính bao gồm cả trường học, nhà văn hóa, chùa và những ngôi nhà của các hộ dân trên đảo. Chúng tôi xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của chúng tôi đó là nhiệm vụ là gì? Là chiến đấu để bảo vệ khẳng định chủ quyền biển đảo. Để thực hiện được nhiệm vụ này thì cái công tác quán triệt giáo dục rồi là công tác huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, tổ chức quan sát theo dõi và xử trí tốt các tình huống. Đấy. Đối với cán bộ chiến sĩ thì luôn an tâm công tác và xác định tốt các cái nhiệm vụ, tổ chức tuần tra canh gác ngày đêm là chặt chẽ bảo đảm an toàn và là sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Trên đảo Sinh Tồn còn có một ngôi chùa được xây dựng khang trang, mang dáng vẻ của một ngôi chùa làng điển hình ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. Công trình này không chỉ là một kiến trúc văn hóa mà là còn hình ảnh biểu trưng cho sự nương tựa tinh thần, là chốn tâm linh để người dân trên đảo ngưỡng vọng và thờ phụng Đức Phật. Bên trái ngôi chùa còn đặt trang trọng tấm bia ghi danh 64 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh anh dũng trong trận hải chiến Gạc Ma năm 1988. Chúng tôi được nhà sư trụ trì cho biết, hiện nay trên quần đảo Trường Sa có 6 ngôi chùa tọa lạc trên các đảo Trường Sa Lớn, Song Tử Tây, Sinh Tồn, Nam Yết, Sơn Ca và Phan Vinh. Sự hiện diện của những ngôi chùa ở Trường Sa cũng đồng thời là khẳng định chủ quyền, lãnh hải bất khả xâm phạm. Trường Sa, Hoàng Sa mãi mãi là một phần máu thịt của dân tộc và Tổ quốc Việt Nam. Trên đảo Sinh Tồn còn có các hộ dân sinh sống bằng nghề chài lưới và cùng tham gia vào các lực lượng của chính quyền địa phương trên đảo. Khu vực dân cư được quy hoạch ngăn nắp và do nhà nước đài thọ, mọi hoạt động đoàn thể đều có sự đoàn kết gắn bó với cán bộ chiến sĩ hải quân trên đảo. Trong số các cháu thiếu nhi là con em của các hộ dân trên đảo,
có những cháu sinh ra ở đất liền rồi theo cha mẹ ra đảo, nhưng cũng có những cháu được sinh ra ngay tại đảo. Nhìn những ánh mắt ngây thơ, hồn nhiên của những đứa bé và nụ cười hạnh phúc của những người mẹ trẻ, chúng tôi như được cảm nhận sâu sắc hơn về sức sống và vẻ đẹp của những đóa hoa phong ba nở giữa lòng biển cả. Những đứa trẻ này sẽ lớn lên trên đảo là một cam kết của Trường Sa với Tổ quốc. Rồi mai đây, lớn lên cùng nắng gió Trường Sa, các em chắc hẳn sẽ có thêm thật nhiều lòng tự hào, tình yêu với biển đảo quê hương, với Tổ quốc. Đến với đảo sinh tồn, chúng tôi còn được tham dự vào một buổi lễ kết nạp đảng viên mới. Hôm nay là lễ kết nạp chiến sĩ Nguyễn Văn Phương, đảng viên mới của cụm chiến đấu số 2 đảo sinh tồn quần đảo Trường Sa. Trước cờ đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, chàng lính trẻ bước vào độ tuổi 20, dõng dạc đọc lời tuyên thệ, được cất lên xúc động giữa không gian trang nghiêm, quyện hòa cùng tiếng sóng biển, tạo nên âm hưởng hào hùng, thiêng liêng trên vùng biển đảo Trường Sa của Tổ quốc. Đây là phút giây rất đỗi vinh dự và tự hào đối với mỗi người lính trẻ. Được sự quan tâm của chỉ huy và của các đồng chí đồng đội đã giúp em phấn đấu cố gắng để được đứng trong hàng ngũ của đảng. Với trọng trách trên vai là em càng phải cố gắng hết mình, hơn nữa cố gắng còn là hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đoàn công tác của chúng tôi trên con tàu 561 đang có mặt tại khu vực đảo Landau và đảo Cô Linh thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Và cũng tại đây, cách đây không xa, trên dưới khoảng 10 hải lý là khu vực đảo Uyghur và đảo Gạc Ma của Việt Nam đã bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 1988. Quay trở lại với thời gian và lịch sử, thì cụm ba hòn đảo gồm Gạc Ma, Cô Linh và Landau đã là chủ quyền của Việt Nam từ nhiều thế kỷ trước. Những tháng đầu năm 1988, Trung Quốc bắt đầu thực hiện âm mưu xâm chiếm ba hòn đảo này một cách bất ngờ và trắng trợn. Và đỉnh điểm của sự kiện này diễn ra vào ngày 14 tháng 3 năm 1988, trong khi bộ đội công binh Việt Nam đang tập kết vật liệu xây dựng một số công trình và cột mốc chủ quyền tại các hòn đảo này, thì Trung Quốc đã cho nhiều tàu chiến và tàu hộ vệ tên lửa cùng binh lính tấn công, xâm chiếm cụm đảo đá Gạc Ma, Cô Linh và Landau. Các cán bộ chiến sĩ Hải quân Việt Nam quyết tâm giữ đảo Gạc Ma bằng cách nắm tay nhau kết thành vòng tròn để bảo vệ đảo, bảo vệ lá cờ Tổ quốc trên đảo Gạc Ma. Tuy nhiên, trong một trận chiến không cân sức, các tàu hộ vệ của Trung Quốc đã nã pháo và đại liên bắn chìm hai tàu vận tải HQ-604 và HQ-605 của Hải quân Việt Nam, đồng thời thảm sát 64 chiến sĩ Hải quân đang làm nhiệm vụ trên đảo Gạc Ma. Trong trận hải chiến này, chúng ta chỉ giữ được hai hòn đảo Cô Linh và Landau, còn đảo Gạc Ma đã bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép từ đó đến nay. Thưa quý vị và các bạn, và cũng tại đây, trong cái buổi sáng hôm nay, thì lãnh đạo lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân và đoàn công tác sẽ tiến hành tổ chức cái buổi lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên quần đảo Trường Sa. Liên tục ba hồi còi tàu được gióng lên như muốn báo hiệu với các anh rằng đoàn công tác chúng tôi đang có mặt tại nơi đây để tri ân và tưởng nhớ các anh, nơi mà ngày 14 tháng 3 năm 1988 đã diễn ra một cuộc chiến đấu ác liệt và hy sinh anh dũng của cán bộ chiến sĩ Hải quân Việt Nam vì sự vẹn toàn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trong trận chiến ấy, có những người con anh hùng của đất mẹ Việt Nam đã vĩnh viễn nằm lại nơi biển sâu, để hôm nay những thông điệp về giá trị cuộc sống vẫn được tôn thờ và kết nối một cách hiện hữu và linh nghiệm giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Những hành động anh dũng, can trường của các anh trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc vừa là nghĩa vụ thiêng liêng cao cả, vừa là mệnh lệnh của trái tim người lính. Tên tuổi, lòng kiêu hãnh và sự hiên ngang của các liệt sĩ đã làm cho quân xâm lược phải run sợ và chùn bước.
các anh đã nằm xuống nơi đây để hòa mình vào trong lòng biển cả quê hương. Sự hy sinh anh dũng của các anh đã dành trọn cho đất nước hôm nay được nở hoa độc lập, để Tổ quốc Việt Nam mãi mãi trường tồn. Máu nóng của các liệt sĩ đã nhuộm lá quốc kỳ vẻ vang càng thêm thắm đỏ. Tiếng thơm của các liệt sĩ muôn đời lưu truyền sự xanh. Một nén hương thanh, vài lời an ủi, anh linh của các liệt sĩ bất diệt, Tổ quốc Việt Nam vĩ đại muôn năm. Sau hơn một ngày đêm kể từ khi rời khu vực các đảo Cô Linh, Len Đao và Tiên Nữ, chúng tôi đến đảo Phan Vinh, hòn đảo kiên cường nơi đầu sóng. Trong số tất cả các hòn đảo ở Trường Sa, thì đây là hòn đảo duy nhất được mang tên người anh hùng liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh của những đoàn tàu không số năm xưa đã đi vào huyền thoại trong lịch sử chiến tranh chống kẻ thù xâm lược. Được biết là trước đây thì đảo này có tên là đảo Hòn Sập, và sau này đảo này đã được đặt tên là đảo Phan Vinh. Vì cái lý do là anh hùng liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh đã tham gia 12 chuyến tàu chở vũ khí đạn dược vào từ miền Bắc vào miền Nam thuộc biên chế của đoàn tàu không số trước đây. Và vào năm 1968, anh hùng liệt sĩ Phan Vinh đã hy sinh anh dũng tại quần đảo Trường Sa. Và đến năm 1991 thì tên anh đã được gắn với hòn đảo này. Đó là lý do tại sao mà bây giờ người ta gọi là đảo Phan Vinh. Được chứng kiến cuộc sống và các hoạt động trên đảo, chúng tôi mới hiểu được sự hy sinh, cống hiến của cán bộ chiến sĩ trên đảo Phan Vinh đã và đang viết tiếp truyền thống hào hùng của đơn vị. Chúng tôi còn được biết, ngoài lực lượng hải quân, thì trên đảo Phan Vinh còn có một đơn vị radar của Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân đang ngày đêm bảo vệ, canh giữ vùng trời trên Biển Đông. Chúng tôi đã thường xuyên quan tâm và giáo dục cho anh em phát huy cái truyền thống của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh trong cái tinh thần chiến đấu dũng cảm, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ con tàu, bảo vệ vũ khí trang bị và không để rơi vào tay của địch. Thì cái tinh thần quả cảm đó được chúng tôi thường xuyên là giáo dục cho anh em và truyền lửa cho anh em, từ đó phát huy tốt cái truyền thống đó trong cái thực hiện nhiệm vụ ở tại đảo, đặc biệt là trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Sẽ thật là thiếu sót nếu như chúng tôi không nói đến con tàu 561 chuyên chở đoàn công tác ra thăm Trường Sa. Đây là con tàu quân y của Hải quân Việt Nam, được mệnh danh là con tàu bệnh viện trên biển. Tàu có tải trọng 2.500 tấn, chuyên chở được hơn 200 người thủy thủ đoàn cùng ekip y bác sĩ, hoạt động liên tục 45 ngày trên biển, chịu được sóng từ cấp 8 đến cấp 10. Thưa quý vị và các bạn, con tàu này được mệnh danh là tàu bệnh viện và có cái tiện nghi thiết bị hiện đại nhất Đông Nam Á. Và ngay nơi tôi đứng đây đang là một cái phòng mổ để phục vụ cho cán bộ chiến sĩ và ngư dân trên quần đảo Trường Sa. Và theo tôi được biết thì tại đây các đội ngũ y bác sĩ có thể gặp những cái ca khó, có thể là kết nối trực tuyến với các bệnh viện lớn ở đất liền để xử lý những cái ca bệnh khó khăn của cán bộ chiến sĩ trên tàu cũng như là các cái ngư dân trên biển mà không may bị bệnh và đến đây để mà khám chữa bệnh tại đây. Từ khi đi vào hoạt động từ năm 2012 đến nay, con tàu này đã có hàng trăm chuyến đi làm nhiệm vụ trên biển, khám bệnh, cấp phát thuốc, tổ chức cấp cứu cho hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và ngư dân tại quần đảo Trường Sa. Trong tâm thế của họ, luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bất cứ lúc nào, cho dù trong điều kiện sóng gió và thời tiết khắc nghiệt nhất. Cứ mỗi lần thì chúng tôi hành trình thực hiện nhiệm vụ ở khu vực quần đảo Trường Sa thì ngư dân khi gặp khó khăn về sức khỏe như là xảy ra các vấn đề về khi nhìn thấy chúng tôi thì ngư dân luôn lại gần hoặc là phát một tín hiệu gì đó thì chúng tôi sẽ sang giúp đỡ và kiểm tra sức khỏe cũng như là cấp phát thuốc miễn phí cho ngư dân. Cũng trên con tàu 561 đi làm nhiệm vụ thay thu quân và chuyên chở đoàn công tác đến thăm Trường Sa lần này,
bên cạnh nhiệm vụ của đội ngũ y bác sĩ và các thủy thủ đoàn, còn có sự phục vụ tận tình chu đáo của ekip tổ hậu cần, chăm lo các bữa ăn cho bộ đội và cả đoàn công tác với quân số gần 300 con người thường xuyên có mặt trên tàu trong suốt một chuyến hải trình dài ngày trên biển. Tôi đang đứng trước ở cái khu vực hậu cần, nhà bếp, và tổ phục vụ chuẩn bị một ngày 3 bữa cơm cho bộ đội, cán bộ chiến sĩ và đoàn công tác. Và lúc nào cũng tôi cũng thấy là họ rất là tất bật, luôn chân luôn tay để đảm bảo những cái bữa ăn chất lượng và đảm bảo dinh dưỡng cho đoàn công tác cũng như là cán bộ chiến sĩ phục vụ trên tàu. Trong một cuộc hành trình để thay thu quân để bảo an toàn cho bộ đội thì vấn đề là nấu ăn ăn uống hợp vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra dịch bệnh, nó vấn đề rất là quan trọng. Nên là cứ mỗi kết thúc một cuộc hành trình và xong xuôi vấn đề không xảy ra vấn đề gì là chúng tôi thấy là vinh dự và tự hào và trách nhiệm của mình để đảm bảo một chuyến đi thay thu quân an toàn, trong đó có công tác hậu cần là hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với những người lính đã và đang công tác trên quần đảo Trường Sa, ý thức kỷ luật, chấp nhận gian khó, thậm chí là hy sinh tính mạng để bảo vệ chủ quyền biển đảo được xem là mệnh lệnh. Trong chuyến đi này, chúng tôi cũng đã gặp rất nhiều những người lính đã cống hiến cả đời binh nghiệp cho lực lượng Hải quân Việt Nam. Cuộc sống trải nghiệm dày dạn trong quân ngũ, phục vụ tại nhiều hòn đảo khác nhau ở Trường Sa. Và hôm nay, họ lại tiếp tục định hướng cho các thế hệ con cháu của mình nối nghiệp phụng sự Tổ quốc. Trong suốt 31 năm qua thì tôi đã cống hiến trong cái lực lượng Hải quân, thì vì tôi thì có cái đam mê về biển đảo, cho nên là tôi thì cũng có một cái cháu trai sinh năm 2001, thì tới đây thì cháu cũng đã viết đơn tình nguyện là cũng theo nghiệp của tôi, là ước nguyện là cháu là cũng sau khi huấn luyện được ra đây công tác cùng với tôi trong cái thời gian tới. Những câu chuyện về lá quốc kỳ trên quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa cũng có nhiều điều thú vị. Mọi người đi biển mỗi khi nhìn thấy lá cờ đều có một cảm giác rất gần gũi, thiêng liêng và tự hào về tổ quốc mình giữa biển khơi. Việc thay cờ tổ quốc cũng là một nghi thức trang nghiêm. Thực tế do thời tiết nắng gió giữa trùng khơi, cộng với hơi biển mặn đã khiến cho những lá cờ bạc màu và cũ đi rất nhanh. Được biết, tại các điểm đảo hay trên nóc của những con tàu hoạt động ngoài khơi đều có chu kỳ mà bộ đội hoặc ngư dân phải thay cờ từ 3 đến 5 ngày. Như vậy, hàng năm mỗi điểm đảo trung bình phải thay từ 75 đến 80 lá cờ. Phải khẳng định rằng là đời sống của quân dân trên các điểm đảo, trong 31 điểm đảo của huyện đảo Trường Sa là bây giờ cũng được cải thiện đáng kể. Và tôi thấy rằng là cái điểm mà chúng ta quan tâm nhất đó là hiện tại bây giờ thì trong bất cứ hoàn cảnh nào thì quân dân vẫn bám biển, bám đảo và bảo vệ vững chắc cái chủ quyền biển đảo thêm độc lập thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi một hành trình, mỗi một điểm đảo mà chúng tôi đặt chân đến đều là những cung bậc cảm xúc khác nhau. Trong bao la sóng vỗ, có tiếng cười đồng đội, có tình quân dân nồng ấm thân thương, có cả niềm tin vào sự vững chắc chủ quyền và những giá trị thiêng liêng cao cả. Đến với Trường Sa, được gặp gỡ những con người nơi đây cho chúng tôi cảm nhận rằng họ đều rất lạc quan, tự tin, mạnh mẽ bằng trái tim người lính và có nghị lực phi thường để chống lại giặc ngoại xâm, luôn ngày đêm rình rập, chống lại sự hà khắc của thiên nhiên, vững vàng như cây phong ba trên đảo. Mỗi cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo giống như một cột mốc khẳng định chủ quyền với tinh thần còn người còn đảo để bảo vệ giữ gìn vùng biển thân yêu của Tổ quốc. Hãy một lần đến Trường Sa và bạn sẽ không thể nào quên được những làn da đen sạm màu nắng, những mái tóc nhuộm màu sóng biển, những vóc dáng rắn giỏi bồng súng canh giữ biển trời, tinh thần sắt đá kiên định trước mọi gian nan hiểm nguy. Họ đã gác lại những tình cảm riêng tư, gác lại những hoài bão khát vọng của tuổi trẻ để tình nguyện gắn bó với biển đảo, trực tiếp làm nhiệm vụ khó khăn khắc nghiệt nơi tuyến đầu, sẵn sàng đối diện với những hiểm nguy và những hành động xâm phạm của kẻ thù. Chia tay với các đảo, chia tay với những chiến sĩ và người dân trên quần đảo Trường Sa, chúng tôi thực sự còn nhiều điều lưu luyến, bởi đằng sau những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy là biết bao những hy sinh vất vả mà các anh đang ngày đêm thầm lặng vượt qua. Bởi nhiệm vụ của họ là hết sức nặng nề,
nhưng cũng đầy cao cả. Đó là bảo vệ, canh giữ vùng biển, vùng trời, nơi đầu sóng, biên cương của Tổ quốc. Tất cả đang thể hiện một quần đảo Trường Sa đầy sức sống, mạnh về quân sự, đủ về vật chất, con người thì gan dạ, kiên trung. Và trên hết đó là niềm tin mãnh liệt để góp phần xây dựng và bảo vệ cho đất nước luôn được bình yên, thịnh vượng và hùng cường. Vâng, chúng tôi những người con đất liền hôm nay ra thăm đảo, tin chắc rằng Trường Sa sẽ luôn là thành đồng của Tổ quốc, cả nước luôn hướng về Trường Sa để Trường Sa viết tiếp khúc tráng ca bất tử cho dân tộc Việt Nam mãi mãi trường tồn.